Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, 7 chỗ ngồi, gầm cao quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota RAV4 sản xuất năm 2007, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này mới lăn bánh được 8,9 vạn dặm quý bạn nhé. Và đồng hồ này đồng hồ chuẩn, 8,9 vạn dặm này thì tính ra nó khoảng 14 vạn km rồi quý bạn ạ. Sau 14 năm sử dụng thì chiếc xe này cũng đã lăn bánh được, cũng tính ra là mỗi năm 1 vạn km thôi. Rất là đẹp quý vị bạn nhé, cả một cái dàn lốp này còn rất là mới. Chủ xe thay từ năm 2018, 4 năm sử dụng rồi mà cái dàn lốp này còn mới nguyên ạ, vì chiếc xe này chạy quá là ít quý bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 396 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota RAV4 7 chỗ ngồi 2007 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đến từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota RAV4 2007 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota RAV4 2007 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ này quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài, xem chiếc xe RAV4 này 2007 sau 14 năm sử dụng thì chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào, thì mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe ạ. Đấy, trước tiên thì vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nước sơn cũng như là về cái phần thân vỏ bên ngoài. Thì quý vị bạn thấy đấy ạ, chiếc xe này không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, cho nên là cái nước sơn còn rất đẹp, rất là mới quý vị bạn nhé. Tuy là chạy ở Hà Nội thì có đôi phần xước sát, thì phần lớn là xước sát ở những phần đầu, phần đuôi thôi ạ. Phần ba là xước trước và phần ba là xước sau thôi ạ. Còn lại là nước sơn nguyên bản của xe cũng còn tương đối là nhiều, cho nên là nó rất là bóng, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần nước sơn bên lái này, đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Nền cũng rất là căng, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Đấy là cái phần nước sơn bên ngoài. Và đây là cái phần nước sơn ở cái phần sườn bên phụ quý vị bạn nhé. Phần sườn bên phụ này đều rất là căng, rất là bóng, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Và thưa với quý vị bạn, đây là cái dàn lốp này. Cái dàn lốp này thì là chủ xe chạy rất là ít. Tôi chứng minh cho quý vị bạn xem là cái dàn lốp này chạy rất ít nhá. Chủ xe thay cả một cái dàn lốp này từ năm 2018 này. Từ 2018 tính ra là sử dụng đến bây giờ là phải là 4 năm rồi. 4 năm rồi mà dàn lốp còn mới thế này đây quý bạn này. Dàn lốp rất mới, rất là dày quý vị bạn nhá. Cả một cái dàn lốp này đều rất là dày quý vị bạn xem đây ạ. Đấy, rất là dày luôn nhá. Từ 2018 này. Đấy, cả dàn lốp luôn và còn rất là dày như này đấy ạ. Chiếc xe này thì gần như là không đi, lúc nào cũng nằm ở trong gara là nhiều thôi quý bạn nhé. Đấy, cái dàn lốp nó mới mới như thế này đấy ạ. Đấy, cả một cái dàn lốp còn mới và dày như thế này. Từ năm 2018 đây quý bạn nhé. 4 năm sử dụng. Đấy, với 4 năm sử dụng mà cái dàn lốp còn mới như này. Đấy, thì quý vị và các bạn có thể biết được là chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ? Đấy, 2018 này, cả dàn luôn ạ. Và cái lớp sơ cua thì được treo ở đằng sau lưng này quý bạn nhé. Nó cũng giống như những chiếc xe EcoSport ạ. EcoSport là những chiếc xe sản xuất ra về sau đều học của những chiếc xe RAV4 này ạ. RAV4 này thì nó có từ rất lâu rồi quý bạn nhé. Lốp treo lưng rất là đẹp ạ. Và nhìn về cái phần đằng sau này thì quý bạn thấy đấy, xe cũng đã được trang bị đèn phanh trên cao này. Đấy, và cụm đèn hậu đây quý bạn này, cụm đèn hậu rất là mới, rất là đẹp quý bạn nhé. Chưa có bị
sứt sát hay là chưa có bị nứt vỡ gì cả quý bạn ạ. Đây là cái cụm đèn hậu này. Đấy, quý bạn xem này, cái cụm đèn hậu rất là mới này. Rất là sáng luôn quý vị bạn nhé. Đấy, và chủ xe cũng đã lắp thêm là cảm biến lùi. Đấy, cảm biến lùi này. Phiên bản TOTA RAV4 từ những cái phần chữ đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị là giá nóc này. Giá nóc thì có cả giá nóc dọc, giá nóc ngang luôn. Đấy, có cả giá nóc ngang luôn quý vị bạn nhé. Tạo cho chiếc xe này rất là khỏe khoắn với cái anten, anten kéo dài. Ngày xưa là những chiếc xe được trang bị những anten này là để đi địa hình đấy, hoặc đi phượt, đi xa là phải dùng những cái anten này. Ở những vùng sâu, vùng xa, sóng nó sẽ kém hơn đấy. Đấy. Và tiếp theo nhìn về cái phần đầu, phần ba đời sốc đằng trước thì quý bạn thấy đấy ạ, cái cụm đèn pha rất là mới luôn quý bạn nhé. Từ cụm đèn pha này cho đến mặt ca lăng này, logo này đều rất là mới, rất là đẹp này. Đấy, cụm đèn pha chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp quý bạn nhé. Và phía bên dưới là xe cũng đã được trang bị là cụm đèn gầm. Cụm đèn gầm này thì chủ xe cũng đã lắp bóng LED, bóng siêu sáng rồi quý bạn nhé. Đấy, cho nên là cái đèn gầm rất là sáng ạ. Đèn gầm lại là bóng LED, bóng siêu sáng, ánh sáng trắng, rất là sáng ạ. Nhìn về cái phần bên ngoài thì quý bạn thấy đấy ạ, chiếc xe này rất là khỏe, rất là cứng cáp ạ. 7 chỗ ngồi, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ quý bạn nhé, gầm cao. Và đây là cái phần gầm thì quý bạn này. Gần phần gầm thì với những chiếc xe chạy Hà Nội thì gầm đều rất là đẹp, không có rỉ riết gì đâu quý bạn nhé. Chưa có mọt, chưa có rỉ gì cả quý bạn ạ. Và hôm nay thì tôi đi ra đây thì thời tiết nó mưa, cho nên là nó bẩn đấy, cái gầm nó chỉ bẩn thôi các bạn nhé, chỉ bẩn gầm thôi, chứ còn cái gầm này chưa có gì, chưa có han nhiếc gì đâu các bạn ạ. Và gầm rất là đẹp, cũng vì là chiếc xe chạy ở Hà Nội cho nên là gầm rất là đẹp, vì đường Hà Nội nó phẳng, không phải trèo đèo lội suối, không phải đường địa hình gì cả, nên rất là đẹp ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ cũng như là phần cái phần nội thất bên trong. Đầu tiên thì mời quý bạn xem là keo chỉ cánh cửa trước bên lái đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy. Keo chỉ cánh cửa trước bên lái còn nguyên bản nha quý bạn nhé. Những chiếc xe ở Mỹ thì rất là hay là cánh cửa đều có tem đây quý bạn này, tem và in số VIN, số VIN hay còn gọi là số khung ra. Nếu như thay đi rồi, thay cánh cửa rồi là nó mất cái tem này, hoặc nếu sơn lại là cái tem này nó cũng sẽ mất này quý bạn nhé. Đấy, cánh cửa còn nguyên, keo chỉ còn nguyên này, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn quý bạn nhé, chưa có vết tháo ạ. Đấy, điều này chứng tỏ chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2007, tháng 6 năm 2007 quý bạn nhé. Và cái phiên bản này xuất Mỹ. Đấy, và nội thất thì quý bạn ạ, quý vị các bạn cũng đã biết rồi, với những chiếc xe Mỹ thì nội thất thì nó rất là đơn giản thôi. Option thì quý bạn phải xem những xe Hàn, còn về tiêu chuẩn, chất lượng, về an toàn thì là quý bạn phải xem những xe Mỹ. Xe Mỹ bao giờ cũng được trang bị là đến 9 túi khí, có thể nói là túi khí quanh xe quý bạn nhé. Đấy, độ an toàn của những chiếc xe Mỹ này thì là rất là tốt, nhưng option thì lại không nhiều bằng những chiếc xe Hàn đâu ạ. Đấy, và cơ bản là quý bạn xem lại toàn bộ những cái phần nhựa này. Đấy, phần nhựa này, phần nỉ trần đều rất là đẹp quý bạn nhé. Chứ còn nội thất da này là nội thất da làm lại tại Việt Nam thôi, nguyên bản là ghế nỉ quý bạn nhé. Nguyên bản của những chiếc xe Mỹ này là toàn là ghế nỉ thôi. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị bạn cùng xem ạ. Cũng giống như vậy này, keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ này, tem này, cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn quý bạn này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Đấy, táp bi này rất là đẹp này. Nội thất đằng sau, nội thất đằng sau cũng rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, từ những cái phần ghế này, những cái phần trần này. Đấy, túi khí thì đến tận đằng sau này cơ quý bạn nhé. Đấy, túi khí này, phần trần đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, nội thất đằng trong này. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong, rồi về cái phần đồng hồ cho quý vị và bạn cùng xem nhé. Thì mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Tôi sẽ nổ máy chiếc xe này lên để cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, tạm thời tôi sẽ nổ cái máy này lên cho quý bạn cùng xem. Đồng hồ công tơ mét đây quý bạn này. Chiếc xe lăn bánh được 8,9 dặm nhé quý bạn nhé.
8,9 vạn dặm. Đấy, 8,9 vạn dặm. Và đồng hồ này là nguyên bản này. Với cái vô lăng của những chiếc xe Mỹ này cũng rất là đơn giản thôi, vì nó không có nhiều option nhiều, cho nên là vô lăng rất là đơn giản. Nhưng đặc biệt là đã được trang bị từ 2007, đã được trang bị Cruise Control rồi các bạn nhé. Đây này, Cruise Control hay còn gọi là kiểm soát hành trình, ga tự động đấy ạ. Đấy, với những chiếc xe Mỹ thì những cái gì cần thiết thì nó sẽ có, còn những cái gì không cần thiết thì lại không có các bạn ạ. Đấy, và từ táp bi này cho đến táp lô đều rất là đẹp quý vị các bạn nha, rất là mới này. Đấy, và quý vị và các bạn xem những chiếc xe là xem về đồng hồ 8 vạn 9 dặm thì lại phải xem cả vô lăng này, cần số tay phanh đấy, đến lốp thì chúng ta mới biết được chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít nhé. Xem về chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít là chúng ta phải căn cứ rất là nhiều yếu tố, không phải xem mỗi cái đồng hồ đâu ạ. Đấy, tôi đi mua xe là tôi xem toàn bộ về xe, về chất của xe, chứ tôi không xem mỗi cái đồng hồ đâu. Đấy, và toàn bộ những cái phần nhựa quý bạn thấy đây ạ, phần nhựa nó rất là mới này. Đấy, những cái phần nỉ trần đây quý bạn xem này, cái nỉ trần nó đẹp như này cơ, cái tay nhựa đây quý bạn xem này, nó còn mới như này này. Đấy, mới rất là đều quý bạn nhé, mới đều của chiếc xe. Đấy, những cái phần nhựa này, phần trần này đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, thì mới biết được là chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít, chủ xe có giữ gì hay không thì chúng ta phải căn cứ vào rất là nhiều yếu tố. Đấy, những cái phần nhựa trên xe này đều rất là đẹp đây quý bạn xem này, cái những cái phần nhựa này đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, và xe cũng đã được trang bị đầu DVD, màn hình. Đấy, cảm biến lùi thì chủ xe lắp thêm đây, cái cảm biến lùi này là chủ xe lắp thêm thôi quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này ra cho quý vị và các bạn cùng xem về cái cốp sau này quý vị bạn nhé. Cốp sau với cái lốp treo lưng. Đấy, cốp sau rất là chắc chắn. Với cái lốp treo lưng này thì keo chỉ còn nguyên bản quý vị bạn này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, và cái ốc bản lề này, ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết này. Đấy, ốc bản lề còn nguyên này. Tem số khung ở trong đằng sau đây vẫn còn đấy. Đấy, rất là nguyên bản luôn các bạn nhé. Táp bi của cái cốp sau này cũng đều rất là đẹp đấy. Và ở cái phiên bản 7 chỗ này quý bạn nhé, đằng sau này thì cái lốp được treo lưng, cho nên là phía bên dưới này có phần cốp để đồ đây quý bạn này, để đồ được ở cái phần dưới này. Đấy, và cái nội thất ở đằng sau này thì đều rất là đẹp rồi. Với những chiếc xe 7 chỗ thì đằng sau này ít người ngồi, rất là ít người ngồi ở những chiếc xe này, cho nên là cái ghế nó rất là đẹp đấy. Từ những cái phần nhựa này đều rất là đẹp quý bạn này, nỉ trần đấy, từ phần nỉ trần cho đến những cái phần nhựa này đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhá. Đấy, những ghế da này rất là mới này, túi khí thì quanh xe rồi, túi khí này trang bị đến tất cả cho hàng ghế phía sau này rồi đấy ạ. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ, một chiếc xe 7 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ này. Đấy, với những cái phần keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Đấy là cái phần keo chỉ này. Đây là cái tem, tem của cái số khung. Đấy, tem số khung xe này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Táp bi cánh cửa này. Đấy, táp bi cánh cửa rất là mới luôn quý bạn ạ. Nội thất đằng sau, nội thất đằng sau thì quá là đẹp rồi quý bạn ạ, rất là ok. Một chiếc xe 2007, tính ra là sản xuất là cuối năm 2007, cho nên là đăng ký là bắt đầu sử dụng từ 2008 quý bạn ạ. Tính ra là 14 năm sử dụng rồi mà còn mới còn đẹp như này đấy. Đẹp từ những cái phần ghế da, sàn này, cho đến những cái phần trần. Đấy, nỉ trần rồi những cái phần nhựa đều rất là đẹp, rất là mới như này đây quý bạn nhé. 7 chỗ ngồi rất là đẹp thế này. Đấy, số khung được dán khắp nơi, cho nên là những chiếc xe nào mà đã bị mất số khung này là hay là phải làm lại thì mới hay đánh mất rồi ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, từ keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa này, táp bi này đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, đến những cái phần ốc bản lề cánh cửa ở sau này đều nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Từ những cái phần nội thất ra đều mới như này đấy ạ.
Nội thất da đều rất là mới này. Táp bi, táp lô đều rất là đẹp này. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới luôn các bạn nhé. Với những cái thiết bị này thì chủ xe lắp thêm, tôi cũng chưa kiểm tra đâu còn dùng được hay không. Nhưng chiếc xe này rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, những cái phần trần này, phần nhựa này đều quá là mới luôn quý vị các bạn ạ. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc RAV4 2007 này là một cái khối động cơ xăng VVTi 2.4 lít quý vị bạn nhé. Đấy, 2.4 lít này. Và đặc biệt là cái động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Đấy. Và chiếc xe này thì thưa với quý bạn, đây là cái phần cao su chân máy đây này. Từ năm 2007 cho nên là đã thay cái cao su chân máy này rồi quý bạn nhé. Thay cao su chân máy thì là cái ốc chân máy này đã tháo ra rồi. Đấy. Những cái đến năm 2007 đến bây giờ là 14 năm sử dụng rồi. Cho nên là một số cái phần hao mòn, như những cái phần cao su, phần gioăng thì là cái những cái phần đấy là phần thay thế, là những phần hết sức bình thường quý bạn nhé. Còn về cái động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn và không ngập nước, động cơ còn nguyên bản luôn quý bạn nhé, không có lỗi gì cả. Đấy, và cái động cơ này là chúng tôi mua về là chúng tôi cũng không có dọn dẹp gì nhiều đâu. Chúng tôi vẫn để nguyên như này đấy ạ. Đấy, và đang hoạt động rất là tốt, tất cả đều hoạt động rất là tốt, điều hòa cũng rất là mát quý bạn nhé, điều hòa mát lạnh. Đấy, và đây là cái phần ốc cabo đây quý bạn này, ốc cabo cũng còn nguyên bản này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn ạ. Đấy, từ những nhìn cái phần cabo này thì quý bạn thấy là nó còn nguyên bản này, từ những cái tem đây quý bạn xem này, tem này, tem số khung này cũng còn nguyên này. Đấy, điều này chứng tỏ là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Ốc cabo đây. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. 2007 đến bây giờ là 14 năm sử dụng rồi mà còn mới, còn đẹp như thế này thì là cũng rất là hiếm đấy quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Toyota RAV4 2007 phiên bản 7 chỗ ngồi nhập Mỹ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, không có bị lỗi gì cả. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 396 triệu đồng quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe RAV4 nhập Mỹ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota RAV4 2007 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mm-hmm.